Chưa tôi về một à? Có ai xung phong không? Dài nhưng mà nó dài hay sao chị? Ừ, dài cũng được. Ừ, miễn là đúng là được. Dài ngắn tính sao? Nào. Cái gì vậy? Nam. Và gì? Cái gì mà number? Được, chờ và IP bằng document query selector IP tag. Đây là cái thẻ input của chúng ta. Rồi, giờ value bằng gì? Number zip. Tôi có tạo object được mà zip. Tôi có tạo object được mà zip. Thì nếu mà khác đi một tí xem có làm được không nào. Không tạo object nữa xem có làm như nào. Vẫn không hiểu cái logic đó ấy. Cứ bắt buộc phải phụ thuộc vào cái zip đúng không? Đấy, cái này thì khác gì? Nó bằng ip chấm value. Thế thôi, bỏ zip đi. Bởi vì chúng ta không đưa nó vào trong đưa không đưa nó vào trong đối tượng, không đưa vào trong object. Thì chúng ta dùng thẳng cái biến này luôn. Gì nữa? Và D31 bằng 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12 và D30 4, 6, 9, 11 if D31 chấm index of value khác trừ một console.log và result bằng document.query selector bằng cái result đúng không? Rồi, rồi sao? Vẫn console.log được. Result chấm inner text bằng bằng gì? Tháng value có 31 ngày. Tiếp L if D30 index of value khác trừ 1 else nào. On click thì chúng ta gọi đến cái hàm B1 này. Sao đấy? Chạy nhá. Đầy 1 12 2 không chưa? Đấy là bài 1. Tiếp. Có bạn nào thắc mắc gì không? Comment ở đây chúng ta sẽ comment cái gì? Lấy giá trị trong input
định nghĩa các tháng có 31 ngày. Định nghĩa các tháng có 30 ngày. Dạ. Đây là kiểm tra xem số tháng xem tháng có trong danh sách tháng 31 ngày hay không. Để kiểm tra có trong 30 ngày hay không, đúng không? Và cái này là trường hợp còn lại là về 28 ngày. Xong. Đây là bài 1. Query selector học rồi thì cái này nhìn giống cái gì? Giống selector của CSS đúng không? Thì đây, chuyển cái dựa vào cái selector này để lấy ra cái thẻ, lấy ra cái DOM ở trên cái HTML này. Hiểu chưa? Cái này chúng ta có hai cái ngoài, thường thường chúng ta lấy DOM ấy. DOM là thẻ HTML đúng không? Thẻ HTML chuyển sang JavaScript thôi đúng không? Thì chúng ta thường thường chúng ta lấy bằng document get element by ID hoặc by value by tag name đúng không? Tôi không thích lấy một cách đấy, tôi lấy một cách này. Được chưa? Ngoài ra tôi có thể lấy ra bằng query selector all thì nó sẽ ra một mảng chứa các DOM. Đó. Tiếp bài 2. Huy. Function B2 và Yearish. IP.value F kiểu sang số nữa. Rồi tiếp. If year chia lấy dư cho 4 bằng 0 result.innertext bằng gì? 5 year là năm nhuận. Thế rồi à? Else. Đúng không? Thử phát nha. 2017 2018 2019 chắc chắn không phải rồi. 2020 được chưa? Có thế thôi. Hết phim. Tôi cũng chẳng biết đúng hay sai đâu, chém thế. Đâu nhỉ, làm sao để xem ngày nhỉ? Year này, 2017 này, 2020 này, đây đúng rồi, 2020 là năm nhuận, có 29 ngày đây. Được chưa? Ví dụ 2019 này tháng này không chỉ có 28 ngày thôi. Xong. Đấy xong bài 2. Bài 3. Nhập tháng từ 1 đến 12, nhập năm tính xem tháng ấy có bao nhiêu ngày. Cái bài này thì siêu dễ. Kết hợp bài 1 bài 2 thôi. Sao nào? Tên là gì nhỉ, quên rồi. Tôi không nhớ được tên đâu, nó thông cảm nhé. Function B3. Rồi. Ok, có hai cái input.
thì tôi tạo ra một cái div, một cái view set đi. View set legend đây là 73. Ở đây tôi sẽ có một cái input take. Ok, ID bằng là từ đã tháng và năm đúng không? Man duplicate lên một cái là year. Sau đó duplicate một cái button lên. Đây là bài 3. Vứt cái này xuống đây là result B3. Rồi, giờ làm nó thôi. Và man bằng cái gì? Number. Hả? Làm gì có man man nào? Làm sao để lấy được cái này? IP đâu? IP này ở trên chứ. Giờ làm sao để lấy được cái giá trị của thằng này? Man. Lại man. Đào đâu ra man vậy? Làm sao để xác định được cái thẻ này đã? Xác định thẻ này thì dùng cái gì? Đúng rồi. Document.querySelector chẳng hạn bằng thăng là man.value. Cái này có được không? Duplicate thằng này lên là year. Và như document query selector all bằng year.value xong. Kiểm tra đã. Console.log. Đây là đô la man trừ đô la year. Xem có chạy được không đã nhá. Đây là 10, đây là 2017. Xong chưa? Rồi, lấy được tháng và năm rồi. Và hả? Đây, tôi đi copy lại cái này đúng không? Xong. Copy nốt cái comment cho nó đủ. If year. Tại sao lại làm kiểu ngu si vậy? Nghĩ lại nào. Chúng ta cái số ngày tháng năm chẵn là năm nhuận đến năm bình thường thì các ngày tháng khác không ảnh hưởng gì. Chỉ có duy nhất trường hợp là tháng bao nhiêu? Tháng 2 thôi. Thế bây giờ có gì? Tại sao không copy lại cái mớ này? Copy lại cái mớ này là xong đúng không? Riêng tháng 2 này. Đúng chưa? Riêng cái tháng 2 này thì if year phần trăm cho 4 bằng 0 thì đây tôi định nghĩa thêm một cái biến result nữa và result bằng document.querySelector bằng thăng của result B3. Này là xong cái thẻ kia đúng không? Vớt cái này lên đây. Result inner text bằng tháng. Value tháng thì chúng ta sửa cái value này thành man. Đúng không? Chúng ta thích thì chúng ta sửa thêm một cái nữa. Year. Đây là có năm nhuận thì có bao nhiêu ngày? 29 ngày đúng không? Còn else thì cái result này có 28 ngày. Xong chưa? Quá nhạt nhẽo luôn.
tới tháng 2 năm 2017. Ôi giời ơi, value. Ồ, đâu nhỉ? Đây đây đây. Man. Tháng 2 năm 2017. Đúng chưa? Nhưng mà tháng 2 năm 2020. Xong chưa? Chẳng có cái gì gọi là cao siêu. Rồi, bài 4. Cái này thì khó đấy. Function B4. Rồi. Cái này ngắn, rồi. Đâu, thằng nào bảo ngắn? Thằng Tú à? Rồi, Tú. Làm bài 3 đã fail rồi. À, có thể vẫn ra kết quả nhưng nó dài ngoãng đúng không? Rồi. Chúng ta làm trên cái input 1 nhé. Trên input text này. Đây là tôi sửa thành B4. Rồi. Đây đúng không? Chỉ lấy cái này thôi gì? Ok. Rồi. Và ngày sinh, new date, đây này đúng không, của value này đúng không? Rồi, ok. Và now bằng new date cái gì? Now chấm get time và millisecond bằng now trừ đi ngày sinh và ngày sống bằng milliseconds chia cho tất cả 1000 nhân 60 nhân 60 nhân 24, đây là một ngày và kết quả rồi, result chấm inner text bằng bạn đã sống ngày sống này hả? Thử cái nhé. Đây là ngày, ví dụ như tôi là ngày mùng 3 tháng 5 tháng ngày à? Tháng ngày 5 2, 3, 1991 đúng không? Chết mẹ từ lâu rồi. Đại sược. Đâu có đúng format được rồi, format của tôi đây này, đây mà. Vẫn tèo. Cái gì? Là 91 thôi đúng không? Đúng không? Thế là việc của nó. Debugger. Cái gì cũng phải debugger. Đây là, bạn đọc lại cái số bạn nhập vào xem nào. 05 sược 07 199 99 rồi. Ôi giời ơi. Value IP chấm value. À, tôi để number. Không
050799 chết ngay từ đầu. Ngày sinh bằng date rồi nhá. Nào bằng date nhá. Millisecond ra đây này. Ngày sống. Đi đấy. Sao? Hay là phải lấy cái này chia cho mớ này. Sao? Tính được phẩy à? Ngày có dấu phẩy à? Đấy. 6777.33487246527 ngày. Tính ra kiểu gì vậy? Giờ làm sao? Làm tròn. Làm tròn kiểu gì? Hàm làm tròn là hàm gì? Giờ lại hàm làm tròn là hàm gì? Tôi cho ông một phút để ông search. Nhanh lên không? Gộp hai bài từ bài nãy đến bài này là xuống chống đẩy ngay giờ này. Sao ra chưa? To fix. Chấm to fix. Nè. Đúng không? Giờ gì nữa? Có biết số gì không? Không biết số gì. Không hai, không ba, chín một. Đúng không? Sao? Tốt. Bài 5. Thằng đi học ké. Không biết, đấy là vấn đề của nó. B5. Mình đi học là phải trả phí. Tôi cho ông hẳn 5 phút. Các bạn khác cũng có 5 phút để suy nghĩ câu trả lời. Thank you.
Nào, mình. À, chưa hết 5 phút, mới được 4 phút rồi. Quay rồi. Ra thì lấy đi. Đây đúng không? Sao, lấy dữ liệu xong. Cái này thì đảo chuỗi rồi mà. Dễ không? Nhanh lên. Rồi, quá giờ rồi. Dương. Dạ, mày ở trên trời dưới xuống ở Dương. Split. Split gì nữa? Gạch chéo. Ông nhìn ở đâu ra câu dấu gạch chéo vậy? Tiếp. Và TMP. Cộng với dấu gạch ngang cộng với ARR2 ARR0 cộng với dấu gạch ngang cộng với ARR2 một số này à. Này. Biến nào? Đúng rồi, còn gì nữa? Biến nào nữa? Đây. Chụp nhá. Chính xác nhỉ? Nhưng mà tôi không định làm như thế này, bởi vì làm thế này tôi thấy nó cứ ngu ngu kiểu gì ạ. TMP bằng ARR 0 ARR 1 ARR 0 bằng ARR 1 và ARR 1 bằng MP. Sau result nó tôi sẽ để nó bằng là và vì và RS bằng ARR chấm join đúng gạch ngang có split thì phải có join chứ. Được chưa? Đây cái đoạn này các bạn này, các bạn cần phải biết cái đoạn này, cái đoạn này bạn cái đảo gọi là swap hai phần giá trị của hai phần tử nằm trong mạng. Swap. Đầu tiên là gán một phần tử, giá trị của một phần tử ra một cái biến này. Được chưa?
sau đó lấy cái biến vừa mới gán ấy bằng cái biến bên kia, bằng cái element ở bên kia, sau đó gán lại cái biến vừa mới bị gán, vừa bị cho đi bằng ấy, thì bằng cái TMP swap. Có đứa nào chơi Dota? Có biết con VS không? Con người trong trong mà cầm cái lưỡi liềm gì quang quang đi ấy. Đấy, nó có cái ulti là đổi chỗ của nó với một đứa ấy. Đấy gọi là swap. Không phải con keeper cứ like thằng già đấy, không tính làm gì. Cái con cái gì spirit cái chẳng nhớ. Ngày xưa tôi chơi Dota lâu lắm rồi. Đảo vị trí đấy. Mấy cái bài này siêu dễ, chẳng có cái vẹo gì mà khó khăn cả. Đấy, thôi, luyện bằng đấy thôi. Lúc khác có thời gian luyện tiếp. Được. Làm sao là làm sao? Đây nhá. Đúng không? Repo này. Ông ở B1 này. Đây, 135 đây. Public đây, GS đây. Index đây. Cái gì? Tôi chẳng thấy nó có vấn đề gì ạ. Rồi, tiêu hóa lại mấy cái bài đi, đọc lại đi. Xem là nếu mà để tự mình làm lại, mình không dựa vào cái code của thầy thì có làm được không? Bạn ở đây tải nhanh, tải lên nhanh vậy. Code ở trên GitHub, lên mà lấy. Tại sao ở đây thì lại dùng number không dùng cái press gì, bởi vì ở đây thì nhập vào nhập số nguyên, bắt buộc phải nhập số nguyên. Tại sao ở đây thì lại dùng number không dùng cái đâu, tôi có dùng đâu, chúng nó dùng đấy chứ. Bởi vì em thấy number nó còn nhập cái là phải đằng sau. Ừ, thì có thể nó sẽ bị lỗi. Chính xác. Còn dùng cái gì nó là số thực thì không bị lỗi. Ừ, nhưng tôi bảo là chúng nó dùng thì tôi có dùng đâu. Không thể không. Thằng Nam kìa, có gì ông đánh nó, ông hỏi nó. Minh làm không làm được, xong ngồi im ỉm ỉm từ nãy giờ với kinh nhớ xuống chống đẩy nhanh lên. Cái tội không làm được 10 cái tội im ỉm 10 cái nữa là 20 cái. Sợ thật. Thằng Dương cũng xuống chống 10 cái tội đi muộn, lớp trưởng không gương mẫu. Cộng thêm 10 cái nữa cái tội im ỉm. Cộng thêm 5 cái nữa cái tội cãi, nhanh lên. Cái tội chậm giờ này. Lớp trưởng mà không gương mẫu thế nào? Rồi các bạn có hỏi gì hỏi tiếp đi, kệ chúng nó. Bọn này giờ kinh khủng thật.
có tội lỗi thấy không, người ta không nhắc gì đến, nó im im đi sợ chứ. Thằng nào hôm trước đi muộn đã chịu phạt chưa nhỉ? Có chưa. Thằng này còn đứng lên tố cáo luôn mà. Nam 10 phút im im đến giờ là lên 20 cái rồi. Rồi, có bạn nào thắc mắc gì nữa không? Nếu mà không thắc mắc gì, chúng ta sẽ chuyển sang phần học về bootstrap. À quên nhầm, học về responsive. Responsive trước. Thì bây giờ biết là cái gì? Bây giờ nha. Chúng ta chuyển sang phần responsive trước này. Xong sau đó chúng ta sẽ học bootstrap sau. Mình lên giải thích cho chúng nó hiểu xem responsive là cái gì nhỉ. Mày đi học ké thì mày phải trả giá cho con gì nữa. Lớp phó học tập của lớp B2 chức to lắm. Nhanh lên. Không cần bút càng tốt. Responsive nó là một cái định nghĩa nhưng mà nó không dịch ra tiếng Anh đâu. Không dịch ra tiếng Việt. Cái đấy là nó gần như cái cố định này, trang web khi vào điện thoại thì là thường thì web của mình làm ở chỗ điện thoại và trên máy tính và điện thoại nó bị vỡ dồn á vì kích thước thay đổi. Nhưng responsive nghĩa là thiết gần như thiết kế lại cái trang web đấy hiển thị được trên điện thoại. Đấy, nhập dữ lại. Rồi, chúng ta tạo một cái file mới tên là responsive.html. Nó có HTML ở đây. Bây giờ nhá, tôi có một cái thẻ deep, có cái ID là Whopper. Tôi sẽ có cái style đây. Style. Thăng đúng không? Thăng Whopper. Sẽ có width bằng 600 pixel. Background là bằng background là màu green. Hai bằng 200 pixel. Không nhỉ? Không nhờ. Chạy thôi. À nhầm. Rồi nó ra hình chữ nhật đúng không? Rồi chúng ta chuột phải vào đây inspect. Không nhờ. Chúng ta nhìn thấy cái hình nào? Cái này là người ta gọi là cái simulator. Simulator là cái giả lập. Giả lập các thiết bị. Bấm vào đây cái. Cho nhìn thấy nó nhỏ đi không? Bây giờ chúng ta chọn một cái thiết bị tùy cái nào cũng được.
Samsung Galaxy S5, Nexus 5X, Nexus 6 Plus, 6 Plus, iPhone 5, iPhone 6, tôi để mặc định là iPhone 6. À, có kích cỡ là 100%. Con nhìn thấy nó nhỏ đúng không? Được chưa? Bây giờ các bạn di lên di xuống thì các bạn phải kích chuột xuống, cầm kéo kéo kéo, bởi nó giả lập lại cái nó giả lập lại cái động tác vuốt của các bạn. Được chưa? Nhìn như này nó có hợp lý không? Vì sao không? Chẳng liên quan đến hết. Đây, thằng này là 600. Nhưng mà sao lên màn hình di động nó lại... Di động thực ra nó chỉ có là... đây nhá, iPhone 6 thì tôi xem lại iPhone 6 nó rộng bao nhiêu? 375 x 667 đúng không? Rồi. Nếu mà tính ra 375 thì làm thằng này phải phun tít ra ngoài. Đúng nhá. Nó phải kéo tít ra ngoài này, nó phải gần gấp đôi, nó phải đến đây này. Chính xác không? Thế tại sao thằng này nó lại hiển thị như này? Và như thế này thì liệu có hợp lý không? Chúng ta để ý. Tôi sẽ viết một đoạn text vào đây. Đọc được chữ không? Để tôi copy cái này, tôi vứt sang bên này. Đọc được chữ không? Bên này có đọc được không? Xong. Thế sao? Nếu mà website của chúng ta mà cứ để nó trên điện thoại, trên màn hình điện thoại ấy, các bạn không thể nào mà đọc được chữ. Cũng như là cách hiển thị ở trên điện thoại, cái diện tích nó nhỏ, chúng ta cũng phải hiển thị một cách khác so với cái kiểu chúng ta hiển thị ở ngoài desktop cho máy tính. Đúng nhỉ? Thế thì người ta mới dùng được. Không biết nhỉ? Thì bây giờ cái nhu cầu cần thiết đặt ra đó là gì? Website trên điện thoại cũng phải hiển thị đẹp được, chữ rộng nghĩa rõ ràng, ảnh ngọt rõ ràng. Website trên thiết bị tablet, tức là máy tính bảng, cũng tương tự như vậy, phải hiển thị được rõ ràng và người dùng cảm thấy hứng thú khi sử dụng. Website trên desktop thì rõ ràng rồi, cái này là cái nhu cầu tất yếu, đúng không? Bây giờ phải giải quyết bằng cách này. Như cách đây độ khoảng 3 năm, 5 năm thì người ta có cái giải pháp như sau. Người ta sẽ có khi mà làm một cái trang, ví dụ nãy giờ tôi làm trên cái trang responsive HTML này đúng không? Người ta sẽ làm cái kiểu này. New file, ví dụ là m.responsive.html. Tôi copy lại cái nội dung ở bên này, tôi paste sang đây. Tuy nhiên ở cái đoạn bên này thì tôi sẽ để khác. Ví dụ như width đây nó sẽ bằng 100%, đúng không? Hai vẫn bằng 200 pixel cũng được. Nhưng mà Font size người ta sẽ để là khoảng 30 pixel. Ví dụ như vậy. Đúng không? Bây giờ chúng ta thử vào cái trang m chấm. Nhìn rộng hơn đúng không? Thậm chí là bây giờ tôi có thể là cho nó lên 40 pixel để cho người ta dễ đọc. Và cái này tôi nâng lên nó thành 250 pixel, vẫn bé. Này phải 400. Đúng không? Như thế này thì nó mới phù hợp với di động. Và hai cái style nó là hoàn toàn khác nhau. Và người ta có thể làm được cái việc, xin lỗi các bạn, làm được cái việc chuyển đổi. Đâu nhỉ? Mình vừa làm gì nhỉ? Không. Đây như này. Đúng chưa? Nhưng mà các bạn nhìn thấy đường dẫn cái này và cái đường dẫn của cái này nó có khác nhau. Khác nhau cái chữ m chấm đúng không? Rồi đây. Chúng ta sẽ làm cái này. Detect device. Đây. Chúng ta có một cái đoạn Java. Các bạn không phải code cái này đâu nhá. Cái này cứ để tôi. Chúng ta có một đoạn script. Đây. Cái đoạn if này này. Cái đoạn if này này. Nó là nhận diện xem là có phải các thiết bị di động đang truy cập vào cái trang này hay không bằng JavaScript. Thì nếu mà không phải các thiết bị di động mà vào cái trang m chấm,
thì tôi tự đẩy sang window.location.href sang là bằng sang là responsive.html như này. Còn ở bên kia, ở cái bên này, ở cái trang này, trang dành cho desktop đúng không? Nhưng người ta cố tình truy cập vào bằng thiết bị di động thì tôi sẽ đẩy sang là trang m chấm. Được chưa? Test cái nhá. Nếu tôi đang là m này, tôi bung lụa ra này, bỏ simulator đi, nhìn rất là tẩu. Reload trang. À quên nhầm. M chấm. À lỗi rồi. Đang bị lỗi gì đấy. Window, tôi viết sai chính tả. Xin lỗi các bạn, tôi viết sai chính tả. Window. Window. Bảo sao nó không sang màu xanh. Đây, các bạn nhìn này. Được chưa? Nhưng mà nếu mà tôi để ở thiết bị di động, nó sang mở chấm. Được chưa? Thì nếu mà bình thường, nếu cách đây khoảng 4 năm, người ta sẽ làm cách này. Tức là trên một trang HTML thôi, người ta sẽ code hai cái bộ source khác nhau. Được chưa? Hai cái bộ source hoàn toàn khác nhau. Đây khác nhau, thực ra là HTML thì vẫn thế, nhưng mà khác nhau về CSS và JS. Đúng chưa? Và người ta sẽ chủ động tìm, check xem là cái thiết bị nào, loại thiết bị nào đang truy cập vào website này. Đẩy redirect sang, redirect sang một cái trang khác, hiển thị cho nó phù hợp. Được chưa? Cái trò này người ta gọi là cái trò là website. Web là một chuyện web cơ. Web. Cái gì? Web nghĩa là gì? Tôi chẳng biết. Nó đọc là website, tôi không biết là website được, chẳng biết ý nghĩa là cái gì. Được chưa? Rồi. Thường nghĩ như kiểu là web application ấy. Tôi nghĩ là web application ấy. Đó, đọc viết tắt là web thôi. À, thì làm kiểu này thì chúng ta có một cái, thực ra là chúng ta cũng sẽ có những cái tiêu chí là có hai bộ source code. Đúng không? Hai bộ source code, một cái cho web, một cái cho web. Đúng chưa? Ngoài ra khi mà chúng ta làm cái này thì effort, tôi dạy luôn cả tiếng Anh, đây là cái công sức, cái hiệu suất, hiệu năng bỏ ra nó gấp 2 lần trong một page. Đúng không? Từ cái việc effort như thế này thì nó sẽ dẫn đến cái việc gì? Phát gì? Tức là chi phí tăng gấp đôi. Đúng không? Thời gian tăng gấp đôi. Đúng chẳng, làm cái gì nó cũng gấp đôi. Thế như vậy tiếp tục giữ được không? Có. Các bạn vào, các bạn bật cái simulator đấy. Hoặc là các bạn vào mở cái di động của các bạn ra. Các bạn vào trình duyệt đi. Thường thường thì vào bằng di động nó chuẩn hơn. Các bạn vào vào kênh 14.vn. Các bạn nhìn nó sang cái gì đấy? Tất nhiên Facebook cũng vậy. Đúng không? Nó cũng thế. Những cái trang này nó vẫn phải bắt buộc phải sử dụng website. Bởi vì cái nội dung của nó sắp xếp phức tạp, cũng như là cái dữ liệu của nó lộn xộn quá. Ví dụ Facebook cứ đố các bạn làm web và làm responsive trong Facebook. Làm vòng mắt. Không thể làm được. Nói thẳng là không thể làm được responsive trong Facebook. Được chưa? Thế cho nên là bắt buộc nó phải chuyển sang loại website như này và phải duy trì nó. Nó hiển thị nó nhỏ xíu chữ rồi đúng không? Thế mình vào m chấm thì nó mới hiển thị được. Chẳng biết gì. Được chưa? Làm kiểu này vẫn chấp nhận được và thậm chí là tối ưu về công cụ tìm kiếm hơn so với cách làm responsive, công cụ tối ưu hơn.
Bởi vì nhiều công sức bỏ ra hơn chắc chắn là người ta phải được đánh giá cao hơn rồi, đúng không? Nhưng mà nếu mà làm như này thì cho những cái website mà kiểu dạng và vừa và nhỏ hay những cái bọn mà ít ít tiền thì nó đắt quá, đúng không? Làm một website bình thường có 5 triệu, bây giờ làm thêm một website mất thêm một cái bộ sửa cốt cho website cho ông nữa, tôi mất mẹ gấp đôi tiền là mất 10 triệu mà nó làm tháng bán được 3 triệu tiền hàng, mất mẹ mất 10 triệu này để có một website. Thế thì làm ăn gì, đúng không? Thế cho nên khi bắt đầu từ khi CSS3 ra đời, người ta có thêm một cái tính năng nữa cho CSS, đó là người ta gọi là cái tính năng lấy tên, gọi là responsive. Tên nó là responsive based trên viewport và a còng media query của CSS, nó hỗ trợ cái việc này, hỗ trợ cái việc mà chúng ta viết lại cái CSS bất kỳ dựa trên việc là cái độ rộng của màn hình điện thoại, của cái màn hình thiết bị là bao nhiêu, ta biết rồi, được chưa? Thì khi mà làm như này thì chúng ta chỉ tốn thêm công viết CSS thôi và tổ chức lại cái cấu trúc của HTML, chứ còn bộ sửa code của chúng ta là chỉ có một mục, không phải code 2 mục nữa. Thì cái công sức làm ra một website mà phù hợp cho cả thiết bị di động thì nó giảm đi tương đối, được chưa nhỉ? Đấy là cái lợi ích của nó. Còn cái chữ responsive này thực tế do dịch ra nó chỉ bay trên cái từ respond này thôi. Đây là phản hồi. Nếu mà từ này dịch sang tiếng Việt được, nó phải là dịch bằng một đoạn là website có thể phản hồi trên website phản hồi tốt trên nhiều thiết bị, trên nhiều loại thiết bị. Bởi vì mỗi loại thiết bị nó sẽ có độ rộng màn hình khác nhau, đúng không? Đó là cái sự khác nhau của nó. Thì đây là cái khái niệm của responsive, là website có thể hiển thị được trên nhiều cái độ rộng màn hình khác nhau. Thì đấy là về responsive. Tiếp theo, để làm được responsive thì chúng ta cần phải có những cái yếu tố như thế này. Đầu tiên chúng ta phải có cái thứ người ta gọi là viewport. Thì chúng ta xem cái viewport nó là cái gì trước nhé. Tôi tạm thời tôi comment cái này vào, không tí nó lại chạy thì mệt lắm. Đây là view ở meta viewport, cái này không hỗ trợ. Chờ tí. HTML meta viewport. Đây. Đầu tiên chúng ta thêm cái đoạn. Các bạn search HTML meta viewport. Nó sẽ có ra cái trang của WebAssembly School. Copy cái đoạn này vào. HTML cách meta cách viewport. Đây viewport đây này. Được chưa? Tìm thấy chưa? Copy cái này, vứt vào trong cái phần dưới cái tra xét hoặc trên tra xét thì tùy. Vứt vào. Xong chưa? Vứt vào đây chưa? Bây giờ chúng ta coi tiếp nhá. Coi tiếp xem cái này nó hiển thị như nào nhá. Tắt cái này đi này. Đây, responsive này.
Chúng ta thấy cái này nó có thay đổi gì không? Không đúng không? F12 lên. Reload, chúng ta bây giờ đã nhìn thấy thay đổi chưa? Thấy gì? Chữ vẫn vậy. Sao? Cái này nó phải các bạn thấy tôi kéo sang hai bên không? Nó nhận cái pixel chính xác của cái thẻ này. Đúng chưa? Thế viewport nó là cái gì? Viewport nó là cái gì? Main. Đúng rồi. Viewport nó là cố định lại, nó xác định là cố định lại cái pixel, tức là chuẩn chỉ lại cái pixel bình thường ấy. Khi mà các bạn code HTML CSS thì khi mà các bạn lên thiết bị di động tự nó co lại theo đúng tỷ lệ. Tự động nó co lại thôi chứ chẳng ai làm gì nó cả. Đấy là cái bản chất của HTML nó được lập trình để làm những việc đấy. Nhưng mà nếu mà chúng ta thêm cái thẻ lên Meta Viewport vào thì khi mà các bạn lên thiết bị di động ấy thì các bạn cái thiết bị di động nó không tự co lại, nó cứ coi như là cái màn hình của các bạn nó chỉ rộng được bằng đấy thôi. Cái phần còn lại thì nó sinh ra scroll ngang hoặc là scroll dọc. Thế là xong. Được chưa? Thì đấy nó là cái tác dụng của cái thằng Meta Viewport này. Được chưa? Sau đấy các bạn sẽ code như thế này. Chúng ta có một cái đoạn, đây là wrapper như này rồi nhá. Đúng chưa? Chúng ta sẽ có là A cộng media cách screen. Còn nhớ A cộng phông phây không? Cái A cộng phông phây để làm gì? Định nghĩa ra một cái phông family mới cho website của mình. Bọn này quên hết. Thằng Nam nhìn mặt mày là mày không nhớ cái gì đâu nhá. Rồi, cái media này nó cũng là tính năng giống kiểu dạng như vậy. Cú pháp của nó là A cộng media screen and chúng ta có max width hoặc là min width. Max là độ dài max là cái độ rộng tối đa để áp dụng. Ví dụ tôi để max width bằng 500 pixel thì viết lại CSS như sau. Ví dụ như thằng wrapper này, thằng wrapper nó sẽ có là background là màu gray, được chưa? Background là màu gray, width bằng 100%. Tôi chỉ viết thế thôi, xong rồi. Bởi vì chữ của tôi nó không co lại mà. Sâu chưa? Rồi. Bây giờ chúng ta tắt cái simulator này đi. Reload trang. Thấy có gì thay đổi không? Không. Bây giờ chúng ta cầm này. Kéo nhích một tí. Các bạn nhìn thấy cái dãy số bên tay phải không? Đấy là cái chiều cái ở phía sau ấy, là đấy là cái chiều cao của trang, đúng không? Thì nó không thay đổi gì cả. Nhưng mà cái nhích ở đầu tiên là 1142, 1148 này, nó là độ rộng. Thế bây giờ chúng ta kéo xuống đến mức 500. Thấy gì? Thì tất nhiên nó bé hơn thì nó chẳng phải đẩy xuống. Giờ sao? Nhìn này một lúc thành mù màu luôn này. Thật mà. Rồi giờ sao? Ý nghĩa đoạn này là gì? Khi, thứ nhất chúng ta phải có cái viewport này đã nhá. Cái thứ hai là CSS này ý nghĩa như sau. Khi độ rộng màn hình của chúng ta xuống đến từ 500 pixel đổ xuống thì đoạn code CSS này sẽ được áp dụng. Được chưa? Ghi vào, thích ghi gì thì ghi, thích test gì thì test, xem nó có chạy không.
Test được chưa? Được chưa? Rồi. Rồi, bây giờ chúng ta thử trên các kích thước khác nhau đi. Ví dụ, đây là 500 Markwit bằng 500 nó màu gray này. Markwit bằng 700 thì nó bằng màu khác. Mỗi 100 thì nó lại đổi một màu khác thử cái nào. Xong có được không? Nếu muốn viết thêm kích cỡ khác thì làm sao? Cái gì? Thì làm sao? Đây là chỉ đắp duplicate cái này lên này. 700 này. Được chưa? Thì màu này là màu yellow chẳng hạn. Thử cái nhá. Reload này. Đúng chưa? Xuống đến 500 thì nó lại không background nữa này. Thử bê cái này xuống nhá. Năm trăm này, trên 500 phát chuyển màu vàng này, trên 700 phát là lên màu xanh này. Luyện xem cách thiết đặt như nào, đặt như nào cho nó hợp lý, cái nào đặt trước, cái nào đặt sau. Cái gì mà 100%? Kiểu như chiều rộng của trang web là 100%. Ừ. Thì lúc thay đổi thì nó vẫn là 100% khi nó thay đổi. Ai bảo không thế? 100% đấy là 100% của cái selector thì nó nhận thôi. Tức là nó chỉ biết là nó chiếm hết toàn bộ cái phần nội dung của thẻ tra thôi. Chứ còn trình duyệt ấy, khi mà trình duyệt nó thay đổi đấy, trình duyệt nó nhận tất cả theo pixel chứ nó không có cái gì gọi là cái phần trăm này. Hiểu không? Đây ví dụ như này gì? Bạn đang ý nói phần này. Đây để 100% thì 100%. 100 thì 100. Được chưa? Nếu 100 đấy tôi bỏ cái này đi. À, quan trọng là cách mình sắp xếp. Hiểu chưa? Ví dụ như bạn so sánh cái trang kênh 14 với cái trang m.kênh 14 ấy, các bạn sẽ nhìn thấy nó rất rõ ràng, các cái thẻ được sắp xếp khác nhau hoàn toàn luôn. Được chưa? Hoặc là các bạn vào làm sao.com, trang đấy trang responsive điển hình ấy. Vào đấy xem nó sẽ sắp xếp khác. Tí nó nói về cái kiểu sắp xếp của responsive cho mobile nó sẽ như thế nào. Cứ vọc đi đã. Đầu tiên bây giờ cứ phải vọc. Làm cái gì phải vọc trước, xem là mình viết được cái phần đấy không. Phần nào đặt trước, phần nào đặt sau. Đi, đặt to lên xem nào. Alo. Đang dạy. Reload tắt rồi, cái này đi một cái cam rồi.
Sao rồi? Chạy được chưa? Quan trọng được là chạy trước nhé. Chạy được trước á. Tùy theo theo sự sắp xếp của các bạn. Đấy, ví dụ nhá, đây này, đưa cái đoạn code ngu si của tôi này. Thấy chưa? Nếu mà tôi đưa cái thằng 500 này lên trên thì sao? Vì sao nhận 700? Không ạ. Vì sao? Nếu các bạn CSS thì logic của nó là chạy theo hướng nào? Trên xuống nhận cái dưới cùng, đúng không? Đúng chưa? Thế vậy thì sao? Nếu mà chúng ta đặt thằng 700 này xuống dưới cùng thì thằng này khi mà nó khi các bạn dịch này, thằng trên là ở thằng ở phía trên là 500, đúng không? Khi màn hình nhỏ xuống đến còn 500 thì background sẽ chuyển sang màu xám, đúng chưa? Nhưng mà thằng ở dưới được ưu tiên hơn, đúng không? Khi mà màn hình rộng đến 700 thì sẽ chuyển sang màu vàng. Như vậy thì nó có xuống đến 500 hay xuống đến 300, nếu mà không có important thì thằng 700 thì sẽ được áp dụng. Đúng chưa? Thằng nào ở dưới thì ưu tiên hơn mà. Chính xác chưa? Đấy là cái bí quyết khi mà chúng ta sắp xếp. Đúng chưa? Tiếp này. Bây giờ các bạn xem, đi ngó qua tôi một vài cái trang web. Ví dụ như kiểu là VN Express này, kênh 14 này, rồi làm sao.com hay là một vài cái trang web thương mại điện tử khác, các bạn xem cái cách người ta sắp xếp cái cách hiển thị cho trên thiết bị di động nó như thế nào, nó so sánh gì, nó khác gì so với cái việc sắp xếp những cái thẻ, những cái cách, những cái phần tử ở trên cái website cho desktop, sao nó khác gì? Thank you.
thì sao cách hiển thị của nó như nào? Nào, cách hiển thị của mobile sẽ như nào? Ví dụ trên một cái thiết bị di động trông như nào? Thì nó sẽ hiển thị như nào? Từ cái màn hình desktop cho đến cho sang cái thiết bị di động thì nó hiển thị. Thứ nhất, chúng ta để ý này, thứ nhất là cái logo. Logo ở trên cái thiết bị desktop thì nó phải chỉ chiếm một phần nhỏ thôi, đúng không? Vâng. Nhưng mà thường thường khi sang thiết bị di động thì nó chiếm hết một hàng ngang ở đây để cái logo. Chính xác nhỉ? Đúng không? Phần còn lại đây là cái banner đúng không? Đúng nhỉ? Sang điện thoại di động thì banner sẽ biến mất, bỏ đi. Đúng nhỉ? Tiếp theo đến phần gì? Menu. Theo thường theo hàng ngang. Nhưng mà khi chuyển sang thiết bị di động thì nó thường là có một cái phần này, hamburger. Ví dụ ba gạch này, ta gọi là cái hamburger. Đúng chưa? Nó chuyển từ cái này sang cái hamburger này, khi được bấm thì nó sổ xuống theo hàng dòng. Như này. Thì sao? Đó. Tiếp theo là gì nữa? Cái phần slide, nếu mà có slide show, đúng chưa? Sang thiết bị di động thì nó bỏ đi. Thường là bỏ đi. Được chưa? Hoặc là chỉ thu nhỏ lại cũng được. Tiếp theo đến các cái phần tử ở trong phần trang desktop thì thường người ta sắp xếp theo chiều hàng ngang và mỗi cái chiếm 1 phần 3, 2 phần 3, 3 phần 4, 1 phần 4 của cái chiều ngang của cái website đúng không? Nhưng mà khi chúng nó đưa sang bên di động thì chúng nó đưa sang hết thành một, tất cả là một hàng. Được chưa? Các phần còn lại có thể là sắp xếp theo trình tự trên dưới hoặc xóa bớt đi nếu mà cái đấy không cần thiết, không quan trọng. Đúng chưa? Đúng chưa nhỉ? Xong. Cùng lắm khi mà người ta có những cái thiết kế kiểu dạng là 5 năm như này thì sang thiết bị di động thì sẽ có những cái mà người ta có thể chấp nhận được cái việc là chia đôi của màn hình. Có những chuyện đấy. Bởi vì trên thiết bị di động chúng ta không có quá nhiều diện tích cho nên là chúng ta cần phải tối ưu hết tất cả mọi thứ có thể. Thấy chưa? Thì đây là những cái cách chúng ta sắp xếp các cái phần ở trên di động. Được chưa? Đi tham khảo tiếp. Bây giờ các bạn yêu cầu, tôi yêu cầu các bạn này vẽ lại cho tôi cái giao diện trên cái trang lancao.com. Vẽ đây, vẽ bằng tay nhé, chứ không phải là ngồi làm cái gì nó cao siêu quá đâu, vẽ bằng tay ấy. Lấy giấy vở ra viết, vẽ lại cái layout của nó trên màn hình desktop và vẽ lại cái layout của nó trên màn hình di động. Nếu mà cái độ dài của phần di động nó ngắn quá thì các bạn cứ kéo dài xuống đây nhá. Kéo dài hẳn xuống, không việc gì cả. Sắp xếp lại xem nó trông như thế nào. Đấy là nó giúp chúng ta học thêm cái kinh nghiệm khi mà thiết kế những cái màn hình kiểu như thế này.
Yeah.
nghĩ ra nữa mà. Suy nghĩ quan trọng hiện tại thế nào? Bây giờ là trái chủ. Làm trái chủ tuần sau gửi thầy. Tuần sau. Tại đó. Tôi có chưa suy nghĩ ra đề tài rồi nhưng mà cái này là cái này là máy xúc xích cho Giáng sinh thêm ấm áp đi. Không có xúc xích thêm Giáng sinh thêm ấm áp nữa. Năm. Từ câu cho tôi hỏi một câu. Hỏi đi. Sao của tôi nó bị lạc từng lung lên nhỉ? Sống chắc đấy. Sao mình muốn chẳng lạc chẳng. Vậy rồi. Nếu mà Trang thích đấy, thích chồng con đi. Cái trang này có quen rồi mà. Cái trang này có quen rồi. Chẳng biết là trang gì. Cái trang này có quen chứ nhỉ? Không là nó sẽ nói cái trang gì. Tôi còn chả biết nó là cái trang gì. Chẳng biết cái trang gì đúng rồi, tôi phải bấm vào đi. Tao phải bấm vào đi, tao sẽ hiển thị ra màn hình như thế nào. Không, cứ bấm vào trang cái nào mà có thể là trẻ đích đổ lên. Cái trang thì có 2 triệu được rồi nào? Tìm rồi. Tôi chẳng có trang nào nữa cơ. Ai có thể tán nhỉ? Còn dài nữa. Vài lần đầu này thôi. Hay sao của tôi nó không hiển thị nhiên nó đánh lạc ra được nhỉ? Lạc cần gì mình làm lạc cho nó được rồi. Cho nó được rồi. Hồi nay là mình bỏ lại cho nó lại nhìn như này. Đó là iPhone 6. Cái iPhone 6 là một bên này nó bung ra này. I'm going to go to the next one. Cái bộ ngoài đâu? Mang giấy ra. Ủa mình vẽ cái này không phải đến Tết Tây. Họ xong Tết Tây được. Tết Tây được mấy ngày? Tháng nữa. Tầm này đang là Noel đây này. Tranh thủ mà kiếm gấu đi. Em vừa không bỏ nghe nó dễ. Thầy ơi nghe nó đơn giản. Chủ sách kìa, nó về đây. Xem cái này kiếm. Chúng mày đi kiếm cái khu nào có lại.